Dẫu có những sai lầm, dẫu có những vấp ngã, nhưng cũng có những khoảnh khắc xuất thần gây chấn động cả châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để vũ điệu cuối cùng tại sân khấu Asian Cup 2023 là một lời chia tay đẹp với giải đấu. Lượt trận cuối bảng D, đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam, 18:30 ngày 24 tháng 1, trực tiếp trên kênh VTV5. Sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đứng trước cơ hội lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup. Nhưng trước đối thủ là đội tuyển Nhật Bản, ứng cử viên cho ngôi vô địch, lại đang rất cần một chiến thắng để xua tan những lo lắng của cổ động viên nhà. Liệu đội tuyển Indonesia có thể tạo nên bất ngờ? Đón xem đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Indonesia 18:30 ngày 24 tháng 1 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ và VTV Cần Thơ.